Hèo nữa các bạn ơi, một bầy hèo luôn các bạn ơi, dữ lắm rồi. Trời trời trời, nặng 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 các bạn ơi, nặng dữ lắm các bạn ơi. Trời ơi, một em con hèo đâu, đại ca dữ lắm hèo, đại ca ơi, dữ lắm đại ca ơi. Đại ca ơi, khủng khiếp rồi đại ca ơi. Rồi, hello, mình mến chào các bạn cùng cô chú anh chị nhé. Thăm bẫy nữa các bạn ơi. Mình chuyến này mình thăm cái luồng bẫy xa sâu lắm nha các bạn. Cái bẫy mình trong đây nè. Mình phá cái bẫy này nó dính gắn lắm các bạn. Lần nào là dính con chứ. Rồi, thăm thôi các bạn ơi. Trời ơi, chuyến này mình lại đây cỏ nó mọc còn dữ hơn đợt gầu nữa các bạn ơi. Chỗ này cỏ nó mọc dữ thiệt. Đợt nào cũng dính chưa? Đợt này dính không nghe. Rồi, đợt này chất bớt các bạn ơi. Đợt này si à, đợt này không dính này. Rồi, lại đợt sau thôi. Cũng dính hoài sao. Rồi bữa nay gặp mấy cần thủ ở đây các bạn ơi, quá dữ các bạn ơi. Dính nào chưa? Mới câu à? Vậy có cá ba sa ta câu mình, cá ba sa thôi lẹ. Hả? Móc xuống. Móc xuống giật lên. Đây cá dồ thì bao la. Vô thăm bẫy mình các bạn ơi. Có tình hình bẫy mình ra làm sao. Hôm nay cũng lâu, này cũng giáp cử anh Tần. Tần mới thăm lần. Thường thường anh Tần mới thăm lần. Rồi, vô thăm thôi. Yeah. Chút đúng bọng đùm lum như mấy đại ca. Đạp bẫy em hôm nay. Hên hên bẫy mình không bị đạp các bạn ơi. Hên hên hên. Không bị đạp này. Dầu làm nhà bếp rồi ba ơi, là thứ hai. Rồi đập té từ lớp dưới rồi. Đập bếp này. Chuột chắc giả sát. Rồi chuột giả sát. Rồi sửa lại luôn ok. Nãy giờ hai cái chết quốc các bạn ơi. Lại cái này có khởi sắc gì không nghe. Từ rồi cá dồ. Rồi. Chỗ mình cá dồ nổi. Nắng nó nổi phơi kỳ luôn các bạn ơi. Nắng quá trời nắng nha. Nổi nằm lờ đờ luôn rồi. Mương ta nuôi nha. Mặt bẫy đây. Tôi quay hồi này ra tôi chỉ nữa. Ây da. Đâu rồi. Bẫy đâu canh. Bẫy đâu canh. Bẫy đâu canh. Đây. Đây. Bẫy đâu. Đây đây đây. Miếng lúa đẩy ra cho ta. Rồi. Rồi đừng em mini các bạn ơi. Lúa đẩy ra có gàng mà. Gắn này chắc thả luôn á. Giờ mới ăn chuột đành đạn quá. Rồi đẩy con bự thôi. Một em đầu tiên. Người ta bên vườn mà không dám nói chuyện lớn nha các bạn. Vườn đây thì đa số người ta nuôi cá nhiều. Không dám manh động luôn nha. Cái lúa đẩy gà nữa các bạn ơi. Cái lúa đẩy gà các bạn ơi, dữ lắm rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Khui hành. Trời ơi, hổ ngựa vàng tư luôn. Vàng khè. Lên hai con kiền nha các bạn. Mà con này con hổ ngựa. Ok, được rồi, đi mà. Trời, hổ ngựa cái nè. Quá dữ. Rồi. Rồi, ok. Tiến hành bắt gắn các bạn ơi. Nó không còn sót lại con nè. Có mấy cái bẫy phụ à. Còn hai bẫy phụ các bạn ơi. Bắt hổ ngựa trước đi, hổ ngựa vàng khè luôn. Tại đó mà hổ ngựa chạy quá trời. Không kèo hổ ngựa vậy không mà đại ca. Đụng. Ai vui. Dạ. Quên mở bao qua trước đấy. Mừng mừng quá. Mà hỏi mình lại đây thì cũng dính hai con. Hai hổ hành. Đây là chiếc này. Chết quớt các bạn ơi. Mà hổ ngựa vàng khè luôn.
nó vàng hơn chữ vàng nữa. Ủa, quá trời vàng các bạn, cái đuôi đây 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 đây. Ê, bắt kiểu này hay bị cắn lắm nghe các bạn, cái này là hay bị cắn, gắn cái, gắn cái các bạn, cái này kiểu này là hay bị xử lắm nè. Wow, hello các bạn, ây da ây da ây da ây da ây da. Trời, khổ ngựa dài thòn luôn. Kệ, có đỡ không, có chồng đỡ hở giá. Rồi vô được, con cũng mừng rồi, bắt gắn luôn, mình có hết mấy phụ rồi. Bữa hổm thì được chỗ này thì được hai con hành, hôm nay được con hành con ngựa. Kệ, dính hơi trễ mà kệ, có dính là được các bạn, mừng nha. Cái gì á, từ lưu dưới ra thôi, sửa sao bắt con nữa cũng phải. Con này thì nhỏ, con hành này nhỏ, con bự. Kệ, có từ từ nhỏ dính trước, từ từ tháng này thì nhỏ dính trước. Wow, thôi eo eo các bạn ơi, thả ra cho ông đổ bắt nha. Đi bắt bây giờ, đi khỉ anh hết, trời ơi chạy lại ha, mày chạy ra tao thôi mày, chạy ra tao thôi mày, chạy ra tao thôi mày, thả nó không đi, nó quyến liến mình các bạn. Đi nghe em, năm mùa xa anh bắt em nha, muốn đi qua đây phải không, đi đây đi đi, nhỏ eo các bạn, trời ơi cái gì vậy, đi vô bảy nữa tào lao, rồi đi đi ba. Mày lại đây tao bắt mày thiệt á, khỉ hả, ba hai lần không chưa đi, nó bắt mày thiệt chứ khỉ hả. Lần sau không có vô bảy tao nữa nha, năm sau hả vô. Rồi chờ con tiếp theo các bạn. Ok, chắc cái này nắng sẵn sẵn luôn các bạn ơi, nó muốn đính thở luôn rồi, nó chết rồi, cũng gán thăm lỡ yêu nghề rồi sao giờ. Tới rồi, tới rồi, trời ơi cái này đi bộ một cái nghe thôi rồi là mơ luôn, quay đặt ở đây luôn, đặt trong lỏng rồi, cái này đang trong lỏng rồi. Trời trời trời, nặng các bạn, nặng lắm các bạn ơi. Trời rồi một em con heo đâu, đại ca chứ không heo, đại ca ơi, dữ lắm đại ca ơi. Đại ca ơi, khủng khiếp rồi đại ca ơi. Một em con heo đại ca ơi, dữ lắm rồi, bích lập luôn rồi. Wow, im. Con heo nha các bạn, dữ lắm nha, khủng khiếp rồi. Đang chịch luôn. Thôi để bé nhỏ đi em quá. Thôi, tiếp tục chơi. Rồi, tiếp tục lên tay lên em ơi. Mình đã tới cái bảng, cái chữ là cắm vào nha các bạn. Đây, cắm vào đó, mình gãi đây, mình không có vô nha. Trước nghe ông chú vườn, em không có vô nghe ông chú vườn. Em ở đây à, em không có vào đâu nha. Thằng nhập gì này không đây. Chà, lúa đẩy ra nữa vậy ta. Hèo cái gì đây, hèo nữa cái gì đây. Hèo nữa các bạn ơi, một bầy hèo luôn các bạn ơi, dữ lắm rồi. Im đại ca, im đại ca, nói nữa các đại ca, hai thằng chỗ này bắt hết mẹ này, chỗ này còn bay dữ thần lắm, hèo nữa cô vân thầy lầy luôn. Để hai con hèo kiền hết mệt luôn nghe các bạn. Rồi chút tách hàng sao, con này nhỏ, con kia bự lắm luôn, con này hơi nhỏ à. Rồi chút tách hàng sao nghe, chờ nha. Rồi khu hàng tiếp tục anh em ơi, được nước cầm tới nha, ngay gắn nó giờ chưa bắt luôn nha các bạn. Thế rồi nó bắt thăm cái này bắt luôn, gùi bu vô ba cái gì chết vậy, chuột chết quá, chuột chắc reo. Ủa rồi chuột chết các bạn, chú quắc không ăn luôn, mà chết thì đáng. Rồi ok, mình thăm cái này dính không dính nữa, mình tách hàng lại các bạn ơi, bắt ra luôn các bạn ơi. Gà đá không? Nó điểm thu mua bồn bột luôn. Thì ai bẫy mình đây, chơi thay sư phụ phải gà vậy. Ây da, rồi chút dưới té bể lỗ mũi rồi. Gà đây các bạn, trời gan luôn. Phải mình khui hàng luôn nha các bạn. Đây, bẫy gà trong lỏng luôn. Chơi vậy nó mới sợ. Rồi gà te các bạn, chưa dính nha. Mình cũng hết bẫy phụ rồi. Rồi còn chuồng sống luôn ba ơi. Rồi tiếp tục khai đào nữa các bạn ơi.
khui hàng luôn, chỗ này mát, mát mẻ. Rồi tới hầm đá cắn này bạn ơi. Ok. Rồi ok, hầm đá cắn luôn bạn ơi. Ủa? Rồi hổ ngựa mình với con ấy đâu tiêu rồi. Thấy bắt. Trời ơi là trời. Kỳ vậy? Ủa cái đường nào? Sao lòng không? Ủa lỗ đâu nó ra trời trời ra một lỗ trà bá luôn nội ơi. Một lỗ thừ lự chuột cắn chuột cây gắn hoành gáo tiêu gắn hổ ngựa hoành gáo tiêu vậy. Tào lao. Để nó ra nó còn nằm trong đây. Vậy là hổ ngựa đâu mà còn nằm trống kìa các bạn. Trời hổ hành mà nó ra nằm bên này nè. Đi 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 dạ dạ. Hổ hành còn các bạn, hổ hành còn rồi đấy. Hổ hành còn. Hổ hành còn. Còn hổ ngựa. Trời trời trời. Vậy là mới còn hổ ngựa trong trống quá. Hổ hành nó ra nằm trong đây nè các bạn. Trời ơi là trời lủng lỗ trà bá nọ luôn nội mẹ ơi trời. Chúng con cũng cuộc lại cũng được để họ bắt bỏ vô hổ hèo vô cái thang nó ra mất tiêu nữa. Cuộc lắm được các bạn ơi, trời ơi kiếm hổ ngựa ra còn không? Hổ ngựa chắc chạy mất rồi. Còn hổ ngựa chạy mất các bạn ơi, hổ ngựa chạy mất tiêu rồi. Còn hổ hành, ok. Còn hổ hành thôi, không mất hổ ngựa rồi. Trời em hay quá em ơi, chuột cắn chuột nó cắn nó phá một lỗ trời bộ trời dùng chạy quậy à. Rồi phát cắn luôn. Rồi quýnh quá mất tiêu chứ nè. Đủ con heo tản thành nè. Này là con chí mấy à. Con heo quá bự. Wow. Em biết còn con chuột hay gì. Dạ con chuột nó nay 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 chết quèo chứ. Chuột nó ăn rồi. Đây mẹ. Đây đây cái nó dài quá. Dài quá. Đây đây đây. Dạ. Ra được rồi ta. Con thiệu nó ra liền, nó chung cái đầu ra liền. Dạ sẵn chưa chưa bạn ơi, để ép nó dài quá nè, nó mới ra trước cá. Ủa nó nó trời ơi. Dạ ê ê ê ê ê ê. Cái máy tác gia luôn rồi, tác gia wow. Dữ lắm nha. Ủa bỏ quá dữ, gắn này gắn ngay gắn đỏ, gắn đỏ nó chuột chích ngắt rồi, ón chuột luôn chứ không chạy luôn. Một con đầu tiên quá dữ, nó hung lắm loại này, cái ra là nó khịch liền á. Chiếc trời ơi trời ơi chiếc chát vậy đó. Ừ, gà dính thuốc đằng kia á. Ở đây còn heo nhiều hả chú? Có đi vô cái trong trong đó, đó hả? Ừ. Mình có đường vô không ta? Có thì đổi lại vô nó có ngoài thì cuộn ở trong là lít. Dạ dạ, mình chơi bọc cho bọc đó được gì hả? Ừ, được rồi. Dạ dạ dạ. Dạ. Trời ơi, nó xiết rồi nè. Quá trời xiết rồi. Vô, 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 vô. Đừng có ngựa đây cũng bự, nó ra mất tiêu rồi. Ra này không hay luôn. Bỏ trong vỏ đó. Đặt nhiều cái. Con đặt cái hai mấy cái à. Để ở đâu vậy ạ? Có cái sách. Dạ. Tự bẩn qua tới này. Dạ. Để cha tiếp ngoài. Còn đây con đó chứ, con heo nữa. Nhỏ là gì? Con này nhỏ hơn con kia. Cái đó gắn vô ký thì nó có giá không? Dạ vô ký nó mới có giá, còn gắn nhỏ nó không có giá. Ừ. Ký 2, gắn này loại này là ký 2 mới nhất. Ừ. Nhà ký như vậy được nhiêu tiền? Dạ giờ có 300 mấy à. Nhà có 330 ngoài. Ừ. Dạ tiền xăng được. Làm vui gì chứ, làm lỗ thôi mà. Chuyện ai làm người đó biết, không biết lỗ lãi gì. Dạ. Dạ.
Ý. Rồi ông chú kiếm tiếp rồi mất tiêu luôn các bạn ơi. Dễ gì mà gặp nó được, nó chạy có phạt. Ngày nay là ngày mất gắn hay gì á. Con cũng 700 gram, con cũng nhỏ, con bự. Rồi, ta bắt con tiếp theo các bạn. Ông chú đi luôn. Nó chạy cái gạt mất tiêu lẹ quá trời lạ. Rồi, bye bye, chờ con tiếp theo nha. Mặt sữa ngắt quê luôn rồi. Rồi, thì ok. Mặt sữa ngắt luôn. Mình tiếp tục mình thăm đi các bạn ơi. Mất hai con rắn cũng buồn rồi. Trời chuyển mưa đơn kịnh mà không mưa chứ chẳng lại. Cũng hy vọng mưa ha. Ở chỗ mình đây cũng đang đi cũng mưa lầm râm rồi các bạn. Bấm cái miệng thọn trong kia. Rồi ok các bạn xem chờ này các bạn. Đó, đã chưa? Ở mưa một đám ướt mẹp luôn. Ở quận mình. Quá trời đá các bạn ơi. Trần luồn bảy mưa luôn các bạn ơi. Rồi tranh thủ thay chuột luôn. Hy vọng đợt sau sẽ trúng bể kèo nghe các bạn. Bể chúm nghe các bạn. Thôi, bảy thăm luôn. Gì không đây? Đang nhập gì không đây? Rồi em ra đi khi gà chưa gõ sáng à. Đi rồi. Rồi để mình giới thiệu cho các bạn quê dùng mình gặm lúa này nha. Cái này lúa được nhiêu ngày chú? Mười... Mùng 5, 26, 11, 11, 12 ngày hả? 21 ngày. Đó, đã chưa? Đó. Kịch kịch luôn. Đẹp chưa? Đẹp 4 người luôn. Cả trời mát, mưa mưa, mát là dầm ngon. Nãy hôm trời mưa quá, sợ trời dầm. Tháng này mưa đầu mùa ghê lắm. Tôi đâu phải mưa nữa, chắc nghỉ dầm luôn rồi. Rồi thì mình giới thiệu xíu thôi, mình đi thăm bảy thôi. Mình hay có tặng tào lao đó các bạn. Thăm bảy rắn nha. Ok rồi mình gài kế chỗ dặm lúa luôn các bạn ơi, mình thăm luôn các bạn ơi. Thì dặm dính nha, đó là những gì đã mất nha. Người lúa đẩy gài ta. Ôi chuột chín ngắt, chuột éo leo tình. Thôi thả bảy luôn. Rồi chuyện lạ cái thật các bạn, trời mưa cái gỗ lóc đi nữa các bạn. Đây đi đi kiếm đường đẻ hả em? Em ơi, em ơi, trời mưa mưa đám cái gỗ đi đi kiếm đường đẻ. Thường thường là vậy, có mưa là đi cái gỗ đi các bạn, lóc đi. Thôi để anh cho mày đi cho lẹ đi, mệt quá à. Đến coi còn nó có lóc không các bạn, cái gỗ đi rồi. Mưa thường thường mấy năm mưa đầu tiên hay vậy. Nó còn nào nữa không? Rồi im rồi các bạn, mình phát hiện có cá lóc này các bạn ơi. Cá lóc đây cái gì nè? Cá chê đi luôn nè. Để cá chê nè. Quá đã vậy. Cá chê trắng. Đi giữ thiệt, thì kiếm vòng nó có không các bạn. Im ra ta. Ây da. Lóc tẹt đi nè. Cá tháng này thì nó hay kiếm đẻ. Cái vàng này còn nào nữa không nha? Nãy sao mình thấy vô không thấy ta? Hết rồi. Quay cho các bạn coi cho vui chơi. Biết cá đi gì đó. Các bạn thấy đã không? Mưa cá đi. Lẹt xẹt. Túm về, nấu canh chua luôn. Cá thì ở đây mới ruộng. Thì mấy ruộng cá hay ra mấy ruộng liền. Thôi tùm thả luôn các bạn ơi. Cái chê nhỏ xíu. Phóng xanh luôn. Ok. Dù có thăm không có, trời mưa mát mình cũng đã quá trời các bạn ơi. Rồi thì mình tiếp tục thôi. Trời trong lại đó. Đi hết ra mà hôi nữa nha các bạn. Kiếm rắn thôi. Rồi chuột đó thì kêu dữ vậy ba. Lúc mình gã đây khô gan giờ nước không rồi nè. Nước không thì mình im đây nha. Lúa đẩy ga gì các bạn ơi. Lúa đẩy ga các bạn ơi, nặng nặng các bạn ơi. Nặng, hơi nặng nặng nè. Ôi. Em yêu bé nhỏ của anh. Mới ăn con chuột luôn. Ok. Thăm cá cái thằng luôn nha các bạn. Rồi còn cái cuối cùng nữa nè em ơi. Cái quyết định nha. Nước ngập hay gì vậy? Bữa hổm cái lung ghe sen cái này thì rồi, nước ngập rồi.
dính cá sặc nữa quá. Rồi chắc ngập rồi các bạn ơi. Chắc ngập rồi. Rồi cái cùng luôn, ngò luôn. Nó chết gắn nha. Rồi không sao, không sao, không có gắn. Dính cá sặc không? Không dính. Rồi ok. Cái thằng giữa lộ nữa các bạn ơi. Chán quá, nản quá rồi. Rồi khui hàng luôn. Rồi khách hàng luôn các bạn ơi. Nản quá các bạn ơi. Gân bự thì thả hết luôn. Còn dính mấy gân nhỏ nhỏ không tàu lao vô quỷ luôn. Khúc này đẹp thì khách hàng luôn nha các bạn. Hôm nay buồn trong bụng, dữ lắm buồn. Rồi cái này anh hai anh cờ chết luôn. Thôi bắt luôn. Gân bự thì thả, gân nhỏ bắt nha các bạn. Ai ngược đời như mình đâu. Tản thần. Con nhỏ xíu xíu à. Hôm nay cái đồng này mưa quá trời mưa các bạn ơi. Quá trời bự, mưa quá lớn. Ghê hỉ 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 luôn, ghê luôn. Trời trong lỏng luôn, quá đẹp. Hy vọng là săn trúng nhiều hơn nha các bạn. Đợt này cũng thôi mình được cũng 5-6 con gì rồi. Thả hai hổ hèo. Con hổ hèo, con hổ ngựa, con hổ hành thả ba con luôn. Chết quất. Đá nghèo còn mắc cái eo nữa. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Bye bye, bữa nay buồn hiu.